Như vậy là lính Ngụy là rất nhát, Nhật cơ. nhát gan. Con nói mà anh hùng chiến đấu, chuyện nói thật thôi, nói trai thôi, chuyện nói bằng này, nói là lão mà mấy người tao ra nằm tầm ngồi cười này. Anh hay ý, im lặng mà lấy tiền, tiền má Im lặng mà mà lấy im tiền. lặng tiền, tiền má mà lấy mấy mấy ra năm ngồi tầm người nào mà còn đưa tiền cho mấy á, mình chơi kiểu nào đó ăn cái tiền mà vô tình mới chạy trước. Tức là đúng là đánh vì tiền rồi, nên là vì sao mà cái ông Phú mà của Tây mặt trận Tây Nguyên đấy, là đấy Đó thấy sư đoàn bộ binh 22 đấy, là phải nói rằng là đây. chưa coi như là giặc chưa tới mà đã vội rút thế đã bị làm rồi hả. Giặc chưa tới tức là quân cách mạng chưa tới mà Chưa tới đã đang sợ là đã không phải nằm rồi. đâu, tao là cái kiểu đấy là tao chết đó, chủ ở trong Sài Gòn ngoài trang chấp phủ đi chịu biết hết. Dạ. Đấy. Tao đó coi giặc chưa đến mà mình tự nhiên lấy là bay đi tôi chạy tặng lon giống như nội gia thôi luôn là nữa. Đấy. Đúng tưởng nói nha chứ ít nữa là hứa rồi. Mà thế là ngày cái ngày mà chú học ở thiếu sinh quân à, của Vũng Tàu là năm bao nhiêu chú nhớ? Chú học năm đó là năm 69. Năm 69. Tức là học thế thì là đến năm bao nhiêu thì chú ra? Chúng đi năm 69 mới từ vô là quay như thôi. Vô là thi, thi của trường rồi. Nhưng mà khi mà vô đó mà cái chính trị của mình mà từ từ tư nè là bắt tiến lại còn cái công là anh Thế là nguyên là nhân nào từ tư sợ chuối tiên đúng mà đấy. chủ sợ cái chủ cái nước có đề cái bố thí là chủ thí thì xong á bữa ấy xong là bắt đầu là lập mới lên lập chín lập mới có đề 11 cái chủ tôi đưa đi thì đầu người ta không đưa đi Thủ Đức Tên Thủ Đức, tức là học xong là ra là thiếu úy. ra chủ 18 tám tháng sau mà lên thiếu À, ra đầu tiên là chuẩn úy. ra chủ Tức là như vậy là chú ra là chú thuộc vào quản lý về bên xe tăng đấy. Bên bên đơn vị tăng. chủ về tăng chủ là về tăng mất đầu tiên chủ về tăng làng đưa đi bố phải không mà chủ về họ thực vụ là trực bảo vệ phép Dạ. và nói chung cũng khỏe nhưng mà mệt khi mà dọn ăn là mấy cái thằng mới xịt quá mà các bạn anh đã làm tội gì bắt lỗi cái chuyện nó đùa mà tao phải là coi như tao vợ mấy tao mấy muốn mới bắt lỗi vợ mấy tao đấy một chúng đó Thế là khi mà chú về Tây Ninh là năm ba bao là chủ nhiêu? tịch cái cho ngay Vâng. ba không hả một tháng nửa tháng đó là chủ nói đây vì nói là cho chủ ra thì chú không không ở đây được tỉnh mình cứ thế nào mà chú quản lý cộng ý đoàn mà ngày mô đi chờ ngày mô người bắt cá bắt đồ đấy chú thích sao Tức là đi bắt cá bắt đi bắt đồ. cá là lệnh bắt nhưng mà quản lý cá đồ đó mình cũng biết ngon Đi bắt của ý nói là vì mua cá thôi nhé à, đi mua à? mà ấy không là cái đấy mình đưa mình cái cá là cái chi đấy và sau đó chuyện này thôi cho tôi đi và tôi bắt buộc dây chuyển ra ra Hàn Quốc và đây là một đứa chuyển về họ thường vụ chỉ đường trường á mà sao là thôi cho tôi ra này ra ngoài đấy thì đồng ý là mệt nhưng mà khỏe thì bỏ điều cũng nó cũng cũng còn thì phải đoàn mà Chứ là không phải đi đánh nhau. bữa năm bốn năm giờ sáng đi đi là kéo lính đi chờ nên nấu cái tụi nào mà không phải là cái gì mà tôi lắm cái đống lắm đâu phải dễ điêu vì một lần chủ đến đó, là một lần chủ đến là 20 chiếc chứ không phải là 10 chiếc Đấy là xe tăng gì? Xe em tăng bốn mốt M em bốn mốt M41. Đó là cái tăng của mấy cái là em bốn tám này em bốn mốt À. mà em bốn tám mà chạy bằng dầu có chúng mình chạy bằng xăng À, tức là hiện đại hơn ạ. không thì họ lớn là bốn tám hơn nhưng mà tha phá hiện trường đó nè để mà đánh đó nè là coi như là không tạm nặng nề mà chậm chạp còn chịu là rất nhanh ví dụ nó chạy đi mà ví dụ là sau mà không kích đó là chủ tịch của quay định thời gian là xe vẫn chạy cho bạn cái nông cũng quay lui được còn bên hãng á là quay cái tay nặng nề nữa Dạ. anh sử dụng như tên thứ tư đó thế thì thua thôi
ví dụ mình đang chạy một đoạn thôi, mà ví dụ sau nó phục mà xe còn chạy nhưng mà xe còn quay lui được à. cái con tháp á mà chụp cái bằng điện nó quay cái xe là lui liền, cái xe còn chạy mà vẫn đánh được còn hẳn là vẫn còn đánh. Như vậy là lúc đấy là cái đơn vị của chú là bao nhiêu người? Nó đơn gọi là hả? Và đơn vị chủ là quá như nó là đoàn. Trung đoàn hay là gì? Không, thiết đoàn. Gọi là đoàn thiết đoàn. Không, thiết đoàn. Thiết đoàn là bộ 4 kỳ đoàn. À, thiết đoàn là 4 kỳ đoàn. Dạ. Một kỳ đoàn là 4 kỳ đội. Mà một à. Nó mà một kỳ đoàn là 4 kỳ đội. Mà một kỳ đội là quá như là như 5 chiếc. À, là 4 kỳ, một kỳ đội là 20 chiếc. Chứ như vậy là lúc đấy là chú là chi đội trưởng à? Chủ đề chơi 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 làm gì chỉ được 1, 2, 3, 4 cái đó cấp cho anh nhau vậy. Thế thì cái thời mà lính gọi là lính Việt Nam Cộng Hòa đấy, thì cái lúc đấy mà các chú thì cái chế độ ăn uống và cái chế độ nó như nào, thoải mái, tiền lương thoải mái à. Nói chung là cái ăn uống lớn quan trọng nữa à. Rồi là như vậy này, thời thời gian mà chúng ta tập gia ở đây này à. Là hạ du xuống à. Là dọ đưa qua bên kia à, cái chỗ ở nước Bà Đen thả xuống xuống á, mới gặp dọ á à. Bay thả lại cao hơn bay thấp là mặt đất là thấy là du tại đó đó, nhưng mà để chỉ cần từ đó bay qua bên kia thì mình chịu không dọ đứa đi à. Và cuối cùng là chủ phải đi hải rau này, rồi bắt đầu là người múc nước này à. Thì lĩnh làm cái chỗ làm đó phải không? Lúc đấy chú là cán bộ rồi còn gì nữa? Không, lĩnh làm. Chứ coi như gạo không có, kiếm có hết. À. Kẹt. Mà coi như là thực tế là đường bộ là không được. Mà máy bay ấy xuống là dù xuống. Tức là máy bay nó tiếp tế cho mà đường bộ thì không được. Mà dù nó thả xuống thì nó cứ bay sang bên kia. Bay qua bên kia. Bay bên kia nó luôn, còn mình gọi chứ hết. Bà đại viên là điên lại. Bây giờ đứng kia thì nhận má, có chiếc mô mình nhận. Tại sao vậy? Để dọ đứa qua bên này hết rồi. Bởi vậy chiều thôi, bởi vậy là trong này kia anh em. Tức là lúc đấy là bị cái thiết đoàn của chúng nó bị quay vào rồi đấy. Ờ, tức là bên ví dụ này, bên cách mạng người ta quay rồi. Ví dụ như nửa Bà Đen nha. Mà là hàng 3 tầng. Mà tầng trên là Mỹ. Tầng giữa là cách mạng, giữa là Mỹ. À. 3 tầng á, không phải 1 tầng á. Trên là trên là Mỹ. Tầng đại gia. Đó là thế đó, bị chiếm là cách mạng. Giữa cách mạng. Dưới cung là chân là dưới là ngụy. Chúng quanh nữa là vậy đó là quay được tự hỏi luôn. Ờ, đúng, quay như là, nhưng còn cái là không ai được ai. À. Khi đánh nhau, là quay như là đa số là dưới mặt đất, chứ không phải trên núi. À. Đấy, núi Bà Đen đấy. Núi Bà Đen. Núi Bà Đen đó là thì sao không? Hồi đó chức linh. Ờ, khi mà cái đồng đen mà con nữa, ba mà đung đen á, bay đi ngang là tắt máy. À thế ạ. Cái núi đây, ở đây, mà bay ngang là từ đung tắt máy, cao thấp chưa tắt máy hết. À. Sau này là quả như là cũng tắt máy đó vậy đó. Là thằng Mỹ á, là thằng chơi, là thằng bờ rồi đi, thằng làm một cuộc tường ý như vậy. À. Đặt lại nào, nào máy bay qua bay qua được. Còn cái đó là thằng chơi bị Mỹ luôn. Đung đen quý lắm. Đồng đen đấy, còn quý luôn, hơn vàng nữa. À. Cái nói là Mỹ nó lấy về. Nó lấy về, nó treo về đó. À, hay nhỉ. Đấy. Không thôi là máy bay bay ngang là rớt. Bất cứ là loài nào rớt hết. Từ đâu rớt. Vậy, không phải lính. Nhưng mà cái chất đó là hàng từ đồng tắc máy thôi. Thế cái đơn vị chú là có tham gia các cái trận đánh không? Có tham gia các cái có, cũng có nhưng mà còn cái gì đi. Trực tiếp thì chưa chú? Trực tiếp nhưng mà có cái gì ví dụ như mình lớn lắm á nè. Thế này có mà tức là đánh những cái trận lớn ấy. Ờ, từ tiểu đoàn trở lên là cái mông cỏ hết. À. Nhưng mà cỏ cũng phải chắc mình. À, mình phụ ký đối. Ví dụ như cắt thì được 1, đi. Mình được 2, 3, 4. Mình được chú được đi thôi. Thì quan chỉ được 2. 4 ký đối lắm. 1 ký đối 5 chiếc. À. Cái tăng á. 1 ký đối 5 chiếc. Thằng Trang ngang là đường ngoài luôn. Thế thì cái ngày đấy thì cái lương của chú cao không? Lương thiếu úy. Lương mà cao mua mà. Chứ chú là mấy cái lương là mà chục tháng là 18 ngàn. Mới đưa hồi 18 ngàn được to.
Ồ, đúng không? Đấy. Cái là chữ cáo bởi ra trường đi Mà có cáo ở đó là thời gian ở đó là cáo nhé vất vả lắm chứ có cái là thoải mái mà cũng phải lo tức là cái môi trường này đấy là tiền tiếc các thứ là thoải mái. thoải mái Thoải thì đồ là ăn uống là thoải mái áo cũng được thoải mái hơn đấy. chỗ năm à lâu tôi lắm đồ mà phạt mặc mặc cũng hết rồi coi như vừa tới đơn vị là thằng cấp cho 2 bộ đồ giày mũ áo giáp còn coi như để đến ví dụ như là từ nửa năm là coi như là cấp cho 1 lần mà mình tạo mình chưa 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 lắp đó ai thảo thảo nó thay đồ Thế lúc đấy mà chú thấy quân cách mạng thế nào? coi Lúc chừng đấy là chú thấy cái tinh thần chiến đấu của quân cách mạng như thế nào? tôi chịu khó Tôi rất chịu công giỏi. nhận ở nhà vui mười lắm chịu khó thế là bắt tôi nhưng mà chịu nó không phải giống như họ Mà người ta này không cơm mà vắt này áo không có quần không mặc mặc chiến đấu phòng mình đầy đủ và nhất là ba thằng bộ binh và cái ngay thủ nó là sẽ mép đầu cái đồn điếu vì thế này tăng là phải có bộ bộ binh bộ binh nên đi 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 để chi để chờ là tỉnh này quá đúng không? nhưng mà cái tỉnh này nè chưa có hoàn cảnh á mà tỉnh nội á cái nợ là có gì tăng mày vô Đúng rồi. bắt đây mô mà tại mày ra tầng mày nội chúng có năm chập bẹp cả bay với nhau rồi bắt Tức tăng là đi lẻ loi là không được bộ binh của Ngụy đấy Nguyễn ở là nhát. sư đoàn á sư À. đoàn thì như thế này này ví dụ như tỉnh Nam thì chứ đây là tăng vẫn à dựa nên là bộ binh để tăng phải không bên bộ binh người giao ngang Đấy. rồi tỉnh á là bộ đánh chết bắt chết đánh trường hợp mà bộ đánh không nổ cái đầu tăng mà đánh nhớ mà tăng đánh là bộ phải đi theo chứ không đi theo chứ chắc là không được sư mình nhặt đoàn gán của ấy thằng muốn sợ sợ chơi sợ chết đấy bất đại sợ tụi chết tụi bây mình chơi kiểu này à một ngày mai tao báo cáo lại để đánh không để chủ thì gọi là hợp tác thôi chứ không phải là được người này đó có nghĩa là đông nếu là đông phải thì có những làm mà không cái chủ của quyền hữu cho là chưa làm với nhau một tiểu đoàn xuống đoàn kỳ hợp nó quan trọng Đúng rồi. của quyền là á Đúng rồi. Tăng thì nó phải đi cùng với cả bộ binh đúng nó lưu ý này chị nói tăng đây là bồ đây là tăng đây bồ đây là ngang hết bây giờ là bồ đây nhưng mà cái đánh là khai thông nổ hàng năm chặt bè với nhau không còn không có được mà ngóc đầu thì là mong đánh thì nên ngã mốt còn không á là phục tương bộ lên từ chủ là 1 kg 20 triệu được cắn dàn ngang lấy dàn luôn hàng ngang đấy là cũng như không ai mừng chứ thôi tăng em không 1 mà 20 triệu cắn hàng ngang lên tường không phải đứng dạng mới nghe nông súng nó đề ngang này đứng phải mới nè còn mà nếu là đánh là kết hợp thì phải có bộ phải tăng mà bộ chụp đẹp giặt gan khoảng 5 thủng đổ lên đánh lên ngã mốt nói chuyện báo cáo đại ủy nơi đại ủy rút rồi biết sao bố đánh nó mấy năm chụp đẹp nên từ đánh ngã mốt đấy tức là bộ binh là nằm chết đẹp ừ giặt gan la lầm mang nhát lâu gan chung đấy ủy mang lâu chung ủy mang lâu đại ủy mang nghe sụp lộ và chụp năm chụp đẹp tức là chứ chỗ ai chỉ cào tôi mới làm chi nữa đúng là lính Ngụy đấy nên là đúng mọi rồi người hay tôi lớn nói được cái này đó cũng chưa có dạy tụi bay lên ra tầng mai mấy năm không nó tại sao tụi bay hay vậy ba mẹ ba lịch tôi lắm biết đường cuốn này chưa có lúc kiếm này biết yêu lúc mặt đấy có thằng nó khỏe hết nhiệt gắng á nhát gan ra đó là nghe sụp nổ là thằng mua cũng là đấy có thằng nó được sau xe tôi này tôi bị điên rồi tôi bị sau xe là bụng bô nóng phòng phòng tôi chết à, không biết còn lên mà có như đe chả cái chỗ động nó bô mà leo lên cái là cái chỗ mà nếu leo leo hai bên cái là leo trước chứ còn mặt sau là trước được không được cái sau đi leo còn hai ông bô nóng lắm hai ông bô của hai ông xe bô tăng đấy xe tăng nổ máy á như vậy là lính Ngụy là rất nhát nhạc ga nhát ga con nói mà anh hùng chiến đấu chuyện nói thật thế nói tai thôi cái chuyện nói ông ba này nói là lão mà mấy người tao ra tầng ngồi cười mà anh hay im lặng mà lấy tiền tiền má im lặng mà lấy tiền im lặng tiền má mà lấy mấy cái ra năm ngồi tầng cái nào mà còn đưa tiền cho mấy chứ mà mình chơi kiểu nào đó ai đưa tiền
mà vua thân nó mới chạy trước. Đấy. Tức là đúng là đánh vì tiền rồi. Nên là vì sao mà cái ông Phú mà của Tây mặt trận Tây Nguyên đấy là đấy. Đó, thấy, sư đoàn bộ binh 22 đấy. Là phải nói rằng là đây. Chưa. Coi như là giặc chưa tới mà đã hồi rút. Thế đánh làm không đấy. Hả? Giặc chưa tới, tức là quân cách mạng chưa tới. Ờ, mà đã sợ là nằm rồi. Tức là cái kiểu thế là ta chết đó. Chủ ở trong Sài Gòn, ngoài trại chấp phủ đi chịu biết hết. Dạ. Đấy. Tức là cái giặc chưa đến mà mình tự nhiên lấy là bay đi, tôi chạy tặng lon giống như vịt nồi cha thôi, luôn từ là rồi. Chúng tưởng nói nhá, chứ ít nữa là rửa rồi. Đơn vị chủ là cha nữa là chúng tưởng ho xuân là chỉ biết được giáp. Này ngay chủ đứng năm bộ chủ ý đã chuẩn bị xuống ngay đợi chưa tới ngay đợi là khoảng ở đây 26/3 phải không mà trong là khoảng 7 là mấy bảy đầu đó và hàng lên và vợ và con rồi là mấy mà tùy tung lên lên nó được cất bay thấy chưa nói rồi chứ là xong on rồi à hẳn là quay tốc và giáp luôn mà mà sửa rồi mà đi ra Hàm Đội với ra Hàm Đội. Ra Hàm Đội 7 đấy. Ở ra Hàm Đội 7. Vợ con rồi cái xe tăng giờ từ có hai thằng sở thủ hai bên với là tụi phi công với là vợ và con bay tú. Còn nó rồi, giờ gạo rồi. Cái kiểu đi ra tự động mới là bỏ cũng đi về cái thiết. Tức là bỏ chạy đấy. Ờ. Nó không bay mất tiêu tôi kiểu. Bay mất tiêu rồi. Ờ bằng ngày mai luôn như ông Minh nói là anh em binh sĩ ở đâu là tự động mà bỏ xuống tỉnh tại lại chỗ. Lời chú nói tôi mày kia là cũng là quá giỏi luôn, tao nói giỏi như bất ngay thôi. Mà sẵn mà mất đầu như tỉnh là làm không nữa. Rắn mất đầu thì còn đánh gì nữa đúng không? Đúng không? Thật. Còn nó tự bấy là ôm đồ đào mà tự sát thì nghe được, thì con có đánh đánh không? Đấy. Tự giỏi chơi chứ nó không có đâu, rắn không có đâu hay chiều lúc. Rắn không có đầu, xong lại tiền nữa cũng không có nữa. Thì thôi. Chú là những người chính hữu của chú đấy là đi hết quay lực lượng quay như tồi lắm giáp là quay như lực cốm đó đấy là đi cha được thiết giáp đấy, tức là những cái người mà xếp đấy, đi hết. Nói chung là từ cái là tướng lĩnh bỏ đi hết. Từ cấp tả rồi đi hết, đi bay lên bay đi hết. Còn từ ủy lên xuống về cái như chủ đâu là bay, bị bay không đi. À. Mấy giờ mà bay? Tức là tướng nó bỏ chạy hết, cấp tả chạy hết. Tao là tao bay thì nay bay bây thấy nội trong một hai ngày thôi. Tụi bay tao là nó bỏ xuống tay chỗ nó coi. Cũng tương đẳng nó có thiết 34 là ông Minh tuyên bố là bỏ xuống tại chỗ Dương Văn Minh ấy, tuyên bố mà cổ cỏ cơ mà gọi như bằng ngày luôn đúng rồi chính xác đấy.